Vừa đón tuổi mới, Ngọc Trinh bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, liên tục ói và ngất khiến netizen lo lắng. Sau tiệc sinh nhật hoành tráng, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn. Tối ngày 27 tháng 9, buổi tiệc mừng sinh nhật của Ngọc Trinh được diễn ra tại một không gian sang trọng với sự tham dự của nhiều sao Việt nổi tiếng như Minh Hằng, Diệu Nhi, Đoàn Di Băng, Kim Cương, bà xã ưng Hoàng Phúc. Xuất hiện trong sự kiện của chính mình, nữ hoàng kỳ y thu hút mọi ánh nhìn, diện trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong quyến rũ. Vốn sở hữu thân hình đồng hồ cát cùng nước da trắng dư chứ danh, Ngọc Trinh xinh đẹp khó cưỡng, chiếm trọn spotlight trong tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, sau khi đêm tiệc kết thúc, vào sáng ngày 28 tháng 9 trên trang cá nhân, người đẹp Trà Vinh bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn. Cụ thể, Ngọc Trinh viết, hôm qua mọi người có vui không ạ? Mặc dù mưa nhưng mọi người ai cũng đều rất nhiệt tình, có mặt đầy đủ, làm Trinh vui lắm nè. Cảm ơn tất cả những lời chúc của mọi người. Có điều vui quá, tưởng không ói mà ói không tưởng nên ngoi lên viết status này xong là ngất tiếp. Có lẽ vì quá vui và quá chén trong tiệc mừng tuổi mới, Ngọc Trinh đã ói khá nhiều. Bên dưới bài đăng của người đẹp Trà Vinh, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ngọc Trinh, đồng thời khuyên nhủ cô nàng nên hạn chế quá chén tránh ảnh hưởng sức khỏe. Bên cạnh đó, việc trang điểm đậm nét quá đà cũng khiến nhan sắc Ngọc Trinh trông có vẻ dừ hơn so với các khách mời. Đây cũng là điều netizen nhắc nhở người đẹp Trà Vinh sau buổi tiệc sinh nhật vừa qua. Có thể nói, Ngọc Trinh là một trong những người đẹp tài sắc vẹn toàn trong showbiz Việt. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh còn khá thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Ở tuổi 33, Ngọc Trinh sở hữu khối tài sản khủng đáng ngưỡng mộ.